Chào bạn. Chào bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Vàng Tư Duy nha các bạn. Bữa nay mình có chở anh Duy lên nhà chơi bạn ơi. Sẵn sáng mẹ mình có đi mua được con gà bạn. Đây bạn. Gà vườn nha bạn. Con này tầm khoảng 2 ký mấy. 2 ký mấy. Sáng mẹ mình mua để quay bạn ơi. Cho mình quay bạn ơi. Thì bữa nay con gà này mình sẽ nướng mọi quét nước ướp lên nha bạn. Lâu quá cũng chưa được ăn gà nướng bạn ơi. Thì bữa nay có mình với anh Duy đây hả bạn. Ken thì không rước lên được tại anh Ken đi học các bạn ơi. Phú thì cũng đi làm luôn rồi. Con Nhã thì là đi làm xuyên suốt rồi bạn biết rồi đó bạn. Thì nói chung bữa nay có hai anh em mình à. Thì có nhiều chơi nhiều. Bữa nay mình sẽ đi nướng con gà này cho các bạn cùng xem nha các bạn. Bữa nay mình sẽ đổi view view nông trại các bạn ơi. View trại. Chút nữa mình sẽ đi vô cho các bạn coi nha. Rồi giờ mình đi vô mình bắt thang cái rồi anh em mình quay cho các bạn coi nha các bạn. Đi thôi bạn ơi. Bạn ơi, trong lúc anh em mình nhúm thang thì mình học được mấy trái xài trên cây xài của Dương Năm nha các bạn. Hai trái không bạn? Đã không bạn? Giờ mình tách xài ra mình với Duy quất các bạn ơi. Xài này xài chua bột lắm bạn ơi. Xài bột bạn ơi. Thứ gì chưa nói. Xài này ăn đã lắm nha bạn. Cái mùa xài là mình qua cây xài của Dương Năm mình nhất không bạn ơi. Xài ăn hay bị tới tới tiền luôn hả? Rồi tới tới nhóm lửa luôn. Tới đóng lửa luôn. Thấy thèm thiệt chứ. Bị tới á. Tới đâu không biết kìa. Đó, bạn thử đi, xài này nếu mà không ngon hơn xài dưới nhà tao hô mày diễn khô chứ. Giờ này là biết ngon rồi, tại nó bột mà. Đây cái muối ớt mình đâm ăn xài nè bạn. Mời bạn. Thức rắc luôn á. Bột không? Một mà chua. Xài là chua siêu cấp luôn mà nó ngon nó bột nữa. Nào hang có lửa. Úng hang lên cái anh em mình do củi vô nữa. Rồi bắt đầu nướng gà các bạn. Đây gà. Bữa nay thì có mình với Duy bạn ơi. Ối gà mà Ken cũng đi học luôn. Nhã thì làm tối ngày bạn ơi. Ở nói rồi. Thấy không? Cái xài này giá màu đen nha bạn, phải nó bị ghê nha. Mẹ ông ta cho mẹ ăn xài đỉnh của đỉnh thấy chưa? Thời này có ra chợ mà ở đây có luôn rồi. Ra chợ chưa chắc có. Thời mỗi lần tao về là tăng thời. Lúc đó chưa làm miếng hít rồi các bạn. Là leo lên cây xài đẻ được rồi. Những gốc xài là bạn biết rồi nè. Bự. Giờ không có leo được nữa rồi. Đây là cái trại của Dương Ngâm đó bạn. Trại hồi xưa Dương Ngâm nuôi gà các bạn. Nãy giờ nghỉ thôi mà. Nuôi ngoài mà. Với lại bữa nay trời ngoài hơi nắng. Nắng mẹ. Mình quyết định mình vô đây mình nhúm lửa luôn mẹ. Ông này tự nhiên cái ông đi dân vô đây chiếm biết nữa. Xài nướng cái gì vậy? Xài nướng cái thèm luôn. Ngon quá bạn ơi. Bạn thấy đây đã không? Im không bạn? Cái hàng dừa này. Có gì mà chưa nói. Chưa rồi, mày chưa biết nhiều cái chỗ đặc sắc ở đây lắm. À dạ. Từ từ gọi xe buýt em ơi. Tập tiếp đi. Mình còn giấu giấu nghề nhiều lắm nha các bạn. Giấu gì? Là hết nói rồi đi. Đây đây. Xài mới hái ăn ngon quá bạn ơi. Hôm nay mình mới đi học mà còn bể đứt luôn à. Bể liền. À bể rồi.
phải có miếng huyết các bạn, học nó hơi khó. Em không, em không im chứ, xài là đúng đỉnh mà. Các bạn đợi xíu cho hai anh em mình nhấm bả hang cho nó có lửa mà bằng nướng gà cho bạn coi bạn ơi. Đợi trong giây lát nha các bạn. Rồi bạn ơi, giờ hang cũng có rồi nha các bạn. Nãy giờ anh em mình ngồi ăn xài rồi này kia, chậm được cũng được cái đống hang này. Giờ mình để con gà lên bạn ơi. Mới bắt được 2 cây kìa. Nặng hay gì vậy? Sống nặng. Nè, các bạn coi nè. Con gà nó nằm chèo phè trên đống hang vậy chứ coi được. Coi được không? Coi được không? Đưa cái đít này ra mày coi được không? Được không? Gà này mẹ nuôi gà trống gà mái có mọc dương thôi anh. Đâu? Có mọc dương. Nè biết rồi. Hai trái dứng. Hả? Trái dứng nè. Ừ. Nó bậy nè. Nước ốp. Trái dứng thiệt bố. Trái dứng. Còn đây là nước ốp của mình nè bạn. Chút xíu nữa mình lấy cái này mình quét lên nha. Nãy mình có khoan nhiêu đây nè bạn, không biết đủ không nữa bạn ơi. Nếu mà không đủ thì thôi. Kìa con gà kìa. Đó. Dẫn nha. Giờ mình sẽ nướng cho nó săn lại, bắt đầu cái mình quét nước ốp lên nha các bạn. Thấy ngon không bạn? Quá là ngon mà. Bữa nay là chơi mốt gà bữa nay nha. Da này, gà này thế nào da cũng giòn. Mình thiết kế cái chỗ bát không bạn? Nhìn như cái cậu cá cha của hộ bái màu không bạn? Á đùi chứ. Cái cha hai tầng. Cái cha hai tầng của cậu bái màu. Á đùi công luôn nè. Đâu? Giỡn lên không nổi luôn nè. Nặng á. Ghê không? 2kg. Dạ 2kg mấy á chứ 2kg gì. Ok nha bạn. Giờ các bạn đợi trong giây lát nha. Mình nướng gà rồi mình cùng quay cho các bạn coi nha các bạn. Bạn ơi, gà nó cũng vàng gụm rồi bạn. Bạn nhìn nó giòn nè. Trời ơi trời. Đã không bạn? Nè. Chết đi, chết đi, chết đi. Giờ mình chét nước sốt lên bạn ơi. Thật rồi. Nay mình không có chế cây kia. Mình quét bằng muỗng bạn ơi. Không chế bằng kia, kia bằng chuối. Ngồi bữa mình chế cây đó, nay mình không chế luôn. Các bạn thấy không, nó nằm đây mà mình tắm rửa cho nó mà nó đưa cái đít nó ra thấy ghét không? Bị quế chứ dễ thương thì chứ bé gà dễ thương mà bạn. Nãy hồi nãy mình lỡ cầm cái cánh lên nó tét cái cánh nè bạn, tét cánh con tà luôn ông mày kỳ quá à. Kêu bằng ăn nứt da tại đây nhìn cũng ngon mà.
nha, nha, nha. Ok các bạn, bây giờ mình chỉ việc để cho con gà nó chín, nó săn lại, nó giòn cái nữa là lụm măng ơi. Để anh em mình một xíu các bạn ơi. Anh em mình trong giây lát đừng chuyển kênh, anh xem anh em mình sẽ quay lại trở lại sau các bạn. A few moments later. À bạn ơi, giờ anh em mình nướng cũng đã xong rồi nha các bạn. Đây con gà nó vàng cũng muốn bạn. Quên nó lấy cái gấp lại đây. Anh hết cắt ra. Thì anh em mình uống nước ngọt bạn ơi. Mirinda. Mirinda soda. À đây là muối ớt chanh nha bạn. Này không phải mà đầm ớt chanh quất thôi bạn. Đó, thì rau sống bạn. Giờ mình vô mấy nước cái mình này mình chảo bạn nghe nè. Được mà không bạn. Giờ mình vô mấy nước cái đâu bạn ơi. Đẹp hả? Mất ra bọt không trời. Vô nha bạn, uống mấy nước bạn ơi, mời tất cả các bạn nha. Mời tất cả các bạn nha bạn. Uống cho nó thông cái bụng cái ăn cho nó đã. Giờ mình cắt ra nha bạn. Đi cắt đi cắt đi. Cái được chưa? Thôi cắt luôn. Đậu xanh nãy bẻ dễ, bây giờ bẻ cứng quá. Nay cầm lại sức luôn rồi. Nãy mình dở lên cái này nó gãy thành bên nè. Ai ai. Ây da. Giờ mình cắt từ từ cũng được. Ăn cái này sao mà có cắt mà còn không đứt nữa sao rồi. Sao xé nổi các bạn. Cái đậu xanh nó dài đúng là gà vườn thiệt chứ. Chắc dạ cầm dưới là gì. Đó bạn. Giờ mình sẽ đậu xanh nó con gà bự. Mình nó ký con bự nha bạn. Ông mày gà ơi gà. Nếu không cho ăn nữa. Cái đậu phộng đó. Ốp nè bạn, ốp, 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 ốp vàng tươi luôn. Rồi, như xong rồi. Anh Long. Còn hỏi luôn không Long? Cái đậu phộng nó cứng. Cứng quá bạn ơi. Con này con gì vậy? Gà này gà gì vậy? Này các bạn. Cơ. Dọn đã không? Này cây lặt á. Trời ơi nó ngon. Nó còn nước luôn nha bạn. Tao hết biết đường nó cắt luôn này. Cùng cái giò luôn này. Hoài ổng ăn miếng vô là à. Ăn miếng vô là có sức. Đây đây hả? Gà này nó thèm nó thiệt chứ. Giờ mình vô thử trước miếng đầu tiên đi bạn ơi. Đó quấn nó đi. Chắc còn hết hấp dẫn á. Cắt hoài nó hết hết ngon bạn ơi. Dạ nè bạn. Trời ơi nó trắng đã nè bạn. Mà ra các bạn nha. Vô luôn bạn ơi. Vô miếng da giòn nè bạn. Da giòn. Vô ngọ bạn ơi. Hướng. Nhà chưa ăn cơm để món này hay dữ hả?
vô bạn ơi. Trong giòn, ở ngoài giòn, trong ngọt bạn. Cái gì chưa nói? Ăn nóng đã nè. Chỗ nào mà nó còn nín nín chút xíu á, mình để lại mình nướng tiếp nha bạn. Tại con gà nó bự bạn ơi. Rồi mà mày không biết được nó chín hết chưa bạn. Mình thợ dở bạn ơi. Thợ quắp. Thợ keo hức. Thợ bắt cam à. Ừ? Thợ bắt cam. Thợ bắt cam là thợ gì? Muốn làm vợ nào làm á. Bắt tham. Bắt tham, bắt cam. Lao bắt cam, không hiểu. Cái bãi được. Thằng miếng vô có sức mạnh luyện vậy. Sức mạnh chàng trai này. Có hay không ăn cắt. Mượt như là sa đéc luôn. Thanh siêu. Đây, mình sẽ vô cái ngọc dương của nó bạn ơi. Ngọc dương hả? Sẽ xiết vô cái này cái gai. Mời tất cả các bạn ha. Các bạn nha bạn. Thịt nè, cũng phần thịt rồi. Nó ngọt bạn. Đẹp không? Ngọt. Sướng tê ngự. Mẹ mua đâu mà ngọt chứ. Mẹ mua gà đâu mà ngọt chứ. Mua gà trên núi á. Dữ rồi. Nhà tu luyện à. Trắng phèo các bạn. Leo bạn ơi. Có gì vô nói bữa nay chứ. Ừ, ngỏ trời. À, vô cái bể đồ đi. Vừa thợ chưa chín á. Còn nó chắc chín à. Gà bự quá bạn ơi. Bởi vì biết chín chưa. Nguyên cái bể bằng cái đùi của mình. Trời ơi, gớt ra nè. Cái này là mình không cố ý nha. Dạ. Mình cố tình. Dạ. Giòn. Nghe cho mày coi nè. Thật các bạn. À. Hả? Bye bye. Nó mới đã đầu sống vô là nhức nách. Sống vô ăn nóng. Thật vậy. Cánh vậy. Mình ngồi mình gỡ cái chỗ này mình ăn cũng thấy thèm. Đừng nói bạn. Nghe nè. Cục cắn thì bị phê đó. Ngọt. Để nóng mà đã. Đã bạn ơi. Nướng lâu đói mà ăn vô cũng ngon. Vậy đó mới đã bạn. Không ngon là buồn luôn á. Không ngon là buồn luôn. Cảm giác thiệt là phinh lưu.
phiêu lưu hả? Phiêu linh với miếng gạo rồi để miếng gạo mà này chị lên mang dốc phiêu bọng đã gì đâu quên nữa vô kem ơi làm miếng gà với cậu kem mời kem nha cảnh đồng mắt mẻ mà bên đó chờ không thấy rồi bạn ơi xung quanh đây là dừa không mà ngay chỗ kéo cá bữa không bạn à nói luôn à mày ngậm đó lấy gì nói ôi da nóng vô bạn ơi đã câu câu được không không chí tô các bạn chí tô mà lá chí tô thơm ăn gà uống xá xị cho nó có cảm đã vậy ừ thì xá xị vô chổng giống như là mình khìa xá xị vậy đó ở trong nó tự chế biến rồi ừ rồi nó ăn đường gì ừ giờ nó vô đường gì thì muốn đi nào đi vậy tùy tâm đậu xanh tức quá mình không biết cắt xá xị viên quá xá xị viên người đó gì mày gì à trời sướng không gì xé ăn khúc này cũng phơi nữa gì để không xé ăn đầu tiên hấp mùi ờ gà ăn con gà ở trong chài da nó giòn nè bạn ăn vô không cái gì mà ăn hết miếng rồi không vậy nè vô bạn ơi mời bạn nách đại sư cái nè thịt nó trắng nè vô miếng bằng ai đúc mà à, ăn không thả không à ừ. Đây á ừ. Đúc qua màn hình thôi chứ ăn được đâu đã nhét màn hình hết bài à quên miếng da phải không là miếng da nè miếng da có dính thịt nè điện nè này bạn miếng da có kèm thịt luôn ê ơi còn gì để nói không gì gì ê gan khô nè vô bạn ơi rắp mồm xem thịt ok ăn nó mới đã đây còn miếng nữa đó chị ta nói ngon ngon mà cảm giác ăn bóc đã lắm mà nó xuống cái miệng gì đâu ra cái bẹ sườn nó cắn một cái ha cái nó ướp nãy nằm trong đó không trời ơi ăn là xong thấy rồi muốn nhảy xuống tắm ghê thứ đó bạn tắm thiệt á xé xé đi chứ cắt thì ra còn gì đâu ăn
bên tôi nhiều không? Nhiều mẹ. Cố tình nhường vậy đó. Vô cái cánh mà này bay ha, bay thật xa. Ý à, ý à, bây giờ cá tươi mềm mà có con cánh rồi. Một cánh còn một tay đủ à. Còn tay thì mình dính mình bám vô mấy mạch máu, dính vô mấy mạch máu quá rồi mình bay từ từ lên. Cánh nó ngọt ít chứ. Cánh ngon cái mạc luôn gì. Nhìn này đi. Vàng khó luôn rồi, bóng khó luôn rồi. Để tao cắt cho mày cái gánh mẹ thử. Cái da nó giòn hơn cái da nãy nữa. Nha. Da da cánh ngon. Giòn hơn cái da lưng nãy nữa. Bye.